bạn có thể sở hữu rất nhiều phần quà, đặc biệt các phần quà về gỗ. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với video của Sơn. Và ở trong ngày hôm nay thì Sơn muốn giới thiệu, chia sẻ với các bác rất nhiều những phần quà để giúp cho các bác có thể thỏa cái đam mê về gỗ của mình. Thế thì cái phần quà này là gì? Hãy cùng xem hết video. Như ở những video trước thì Sơn đã chia sẻ với các bác rồi. Sơn có những bộ sản phẩm gỗ nội thất nguyên khối ở đây. Nó giúp cho chúng ta trở nên tuyệt vời hơn, giúp cho căn phòng của chúng ta trở nên đẳng cấp và sang trọng hơn rất là nhiều, giúp cho chúng ta có thể có những cái câu chuyện vui. Sản phẩm sập gỗ này giúp cho những vị khách hàng của chúng ta sẽ cảm thấy rất được tôn vinh khi mà được ngồi, được trải nghiệm cái tấm sập này, giúp cho chúng ta nở may nở mặt trước những vị khách của chúng ta, đúng không ạ? Và vậy thì ở trong video ngày hôm nay thì Sơn không nói về sản phẩm sập gỗ, mà Sơn muốn nói rằng nếu chúng ta thực sự yêu mến nó thì ngay ngày hôm nay chúng ta sẽ được nhận những phần quà rất tuyệt vời. Và có 4 phần quà để chúng ta có thể nhận được nếu chúng ta đặt hàng sớm. Chúng ta có thể đặt hàng bằng cách liên hệ trực tiếp với Sơn và Sơn sẽ gửi số tài khoản cho quý vị. Nếu anh chị em mình thực sự muốn thì anh chị em mình có thể đặt cọc với số tiền bằng số tiền vận chuyển tấm sập. Một tấm sập này thông thường vận chuyển ra ngoài Bắc sẽ tốn chi phí đâu đấy khoảng 3 cho đến 5 triệu. Nếu vận chuyển vào trong Nam sẽ tốn chi phí khoảng 1 cho đến 3 triệu. Vì vậy nếu các bạn thực sự muốn sở hữu sản phẩm này thì có thể đặt cọc sớm cho Sơn. Tuy nhiên chúng ta lo lắng rằng chúng ta đặt cọc thì ai đó sẽ lấy mất tiền của chúng ta, đúng không ạ? Yên tâm với quý vị là Sơn sẽ gửi cho chúng ta cái số chứng minh, Sơn sẽ gửi cho chúng ta cái mã số thuế, Sơn sẽ gửi cho chúng ta cái giấy phép kinh doanh. Như anh chị cũng biết rồi, mã số thuế, giấy chứng minh mỗi một người chỉ có một số. Và nếu chúng ta mà để cái mã số này, chúng ta để cái con số này bị ảnh hưởng, mất uy tín thì thậm chí sau này cái công việc của chúng ta sẽ rất là khó để có thể thực hiện được, đặc biệt là những người kinh doanh, đúng không ạ? Bởi vì nếu chúng ta có đâm đơn kiện lên chi cục thuế, chúng ta có thể kiện lên văn phòng quản lý công việc kinh doanh thì điều này sẽ gây rắc rối cho doanh nghiệp rất là lớn. Vậy nên anh chị hoàn toàn yên tâm với cái số tiền 1 cho đến 5 triệu, chắc chắn Sơn sẽ không đánh đổi để có thể làm mất cái uy tín của doanh nghiệp mình, đúng không ạ? Điều tiếp theo mà Sơn muốn chia sẻ đó là gì? Đó là các phần quà phần quà đầu tiên mà chúng ta có thể nhận được, đó là chúng ta sẽ được giảm giá ngay lập tức 10% giá trị sản phẩm. Đấy, tất cả những sản phẩm anh chị đặt đều được giảm giá 10%. Đây là phần quà đầu tiên. Phần quà thứ hai là chúng ta sẽ được nhận, đó là gì ạ? Chúng ta sẽ được một đổi một trong vòng 1 tháng. Nếu anh chị mình nhận sản phẩm này, giai đoạn đầu tiên chúng ta kiểm tra hàng, chúng ta nhận hàng. Tuy nhiên về 1 tháng có bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta sẽ được đổi sản phẩm mới, được đổi sản phẩm mới. Ngay đây điều này Sơn sẽ cam kết với anh chị là chúng ta có thể thực hiện, đúng không ạ? Đấy là phần quà thứ hai. Phần quà thứ ba mà Sơn muốn nói tới ngày hôm nay đó là một cái bộ lục bình rất là đẹp với cái chất liệu gỗ, gỗ chắc hoặc là gỗ khác tương tự. Bởi vì sao Sơn lại nói như vậy? Bởi vì tất cả những cái sản phẩm về gỗ mà Sơn làm ra đều là sản phẩm từ gỗ thiên nhiên nên nó có thể hết hàng rất là nhanh. Nên ví dụ trường hợp gỗ chắc hết hàng hoặc cái bộ lục bình này bị hết hàng thì Sơn sẽ tiện những bộ lục bình mới, hoặc Sơn sẽ có thể là đặt những bộ lục bình mới để cung cấp lại cho anh chị. Nhưng bộ lục bình mới nó sẽ có cái hình thái tương tự như cái bộ mẫu mà anh chị em đang nhìn thấy. Đấy là cái phần quà thứ 3 mà anh chị nhận được. Phần quà thứ 4 mà anh chị nhận được đó là một phiếu giảm giá mua hàng, giảm tất cả đơn hàng cho người thân, cho bạn bè của chúng ta với cái trị giá giảm đó là ít nhất 5% tổng đơn hàng mà chúng ta sẽ nhập lần sau. Chúng ta có thể mua lần sau chúng ta được giảm giá, nhưng người nhà của chúng ta cũng được giảm giá nếu họ có được cái phiếu giảm giá này. Và Sơn sẽ thiết kế cái phiếu giảm giá này online để giúp cho chúng ta dễ dàng thực hiện được. Chỉ cần gửi cái phiếu này, bởi vì Sơn đã để cái số và cái mã số ở trên đó rồi, thì chỉ cần gửi cái mã số này thì Sơn sẽ hiểu đây là ai và sẽ nhận được cái đơn hàng, sẽ nhận được cái phiếu giảm giá. Rất là đơn giản thôi, đúng không ạ? Lần 2 chúng ta sẽ được giảm giá. Đây là 4 phần quà mà chúng ta sẽ nhận được nếu chúng ta sử dụng dịch vụ sản phẩm của Sơn ngay hôm nay. Vậy thì hãy nhanh chóng để lại thông tin, số điện thoại, hãy nhanh chóng liên hệ với Sơn, bởi vì chỉ có cơ hội trong ngày hôm nay thôi. Đừng quên số điện thoại của Sơn là 0938 030 993. Xin chào.
và chúc anh chị mạnh khỏe.